Alo, chào bạn nha. Hôm nay mình biết cái chỗ cắt cái ổ khóa thần kỳ của anh ba rồi nên mình mở vô trong cái trại này nha các bạn. Hai mình vô đây á, chủ yếu mục đích là để trôn bà Hiếu Ngố nha các bạn. Trả đũa lại hôm bữa các bạn hay không? Mình đâu biết gì đâu, mình đang trong trại đi tân tân ra thấy bà mặt buồn xo. Tưởng đâu tới công chuyện rồi, tưởng đâu bà bị mất tiền hay là bị trộm cải cửa không, ai ngờ đâu bà vô báo tin mình giật mình. Là mình xanh mặt mày hết trơn, báo biết không? Báo Hiếu Ngố là bị FO. Trời ơi, mình mà F0 thì bả chắc cũng là F1, F2 luôn rồi. À, mình với bả chắc cũng nắm tay nhau lên đường là vô khu cách ly. Là bữa mình xin ngố đi ra ngoài cái chốt á để hỏi coi là mấy anh kêu ra có chuyện gì, là lúc đó là mình quýu ra rồi, run rồi, sợ rồi, là tưởng đâu là thiệt không rồi. Ra mình hỏi ông bác đó, đụng mình thì ngơ, ngáo ngáo, còn ông bác thì ông cũng ngơ ngơ luôn, là hai người như là trên trời rơi xuống luôn, không biết chuyện gì luôn. Ông nói có ai kêu mày đâu, có ai nhắn mày đâu, có thỏ thẻ thì thầm gì đó chứ, trâu giữa mũi chứ có ai kêu đâu. Các bạn nghe không, mày ngố lâu lâu mà cho một cái là xanh mặt mày liền, tại vì ở đó kêu mình là mình phải tin thiệt chứ đâu có đường nào hoảng các bạn. Hôm nay á, Sừng Ngố á, con nhảy ra cái màn tròn này. Nói chung là cũng rất là bá đạo. Kêu Sừng Ngố nhìn cho nó ngố, hung Sừng Ngố ra đi. Mà Sừng Ngố mà nghĩ chắc là mình chưa hung mà mình nghĩ đến hậu quả mà. Các bạn thấy rồi, bà trần lửa đó mà mình hung bỏ một cái chắc là răng một nơi, moi một nơi quá các bạn. Răng một nơi, moi một nơi quá các bạn. Cái này gọi là gì à, lũ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc luôn á. Thôi cho bây giờ Sừng Ngố nghĩ ra cái màn tròn này. Bây giờ mình sẽ tròn làm sao cho Hiếu Ngố là phải hung Sừng Ngố, chứ bây giờ mình mà hung Hiếu Ngố thì nói chung là rất là khó, nhưng mà Hiếu Ngố hung mình lại còn khó hơn phải không các bạn. Đó, bây giờ mời các bạn nói xem cái màn tròn của Sừng Ngố hôm nay như thế nào nha. Phải gài cái bẫy này chắc chung là phải tinh vi lắm mới bắt được con đại bàng này, chứ không phải là con chim sẻ sẻ nữa. Chiều nào anh với em nấp bên kia mưa ai đứa xe. Dù rồi ta mới quen chút kỷ niệm sao ai nỡ quên. Đây nè, bà tới vô. Thì bữa cắt chìa khóa thì tôi thấy tôi biết đường đi vô không, có gì đâu không. Bà nó vô thì bà cửa vô bà đó nè, cửa đó nè, ngồi đi, ngồi đi, bữa nay tôi có đây luôn nha. Mưa tình tình không á. Trời ơi, sao tôi điện không nghe mày? Mày tôi chơi bỏ chạy rồi. Trời ơi, có cái điện thoại không? Rõ người ta cần chuyện đại sự rồi sao? Thì bà cũng đi ra đây rồi, đường nào cũng đi ra đây. Nhưng mà trước khi ra tôi điện trước, mà tôi biết đường là tôi đi bữa nay đi săn bắt cái gì, quay cái gì. Còn hôm nay mặc hoài này nghỉ cho hơi bữa đi. Trời ơi, vậy hồi nãy không điện không nói tôi chứ tôi khỏi ra trời. Gió rồi, thấy không, nãy giờ cũng mưa mới tạnh. Thì mưa mới tạnh tôi mới ra. Thì giờ nghĩ ra hơi thì mình không quay thôi, mình sẽ đi bắt gì đó anh, cho anh em vô trong nó ăn. Thì tôi đem chạy tôi ăn nấu cơm mà. Trời ơi trời. Vậy chơi vậy? Vậy cũng như không vậy. Nhìn vậy trong đầu. Vậy chơi giờ không bắt nó gì ăn. Bữa nay mệt đó hả? Thấy trong người nó quẩy quẩy quá, mà chắc dầm mưa với lội nước nhiều quá, thấy cái này trong người nó si si sao? Trời ơi, si gì vậy, si ra teo lắc léo mà. Sao mày rồi thấy cũng hơi khó thở, mệt lên khó thở. Cái gì á? Hôm nay nghỉ cho hơi bữa đi trong khỏe khỏe. Cũng như một kiểu thiếu canxi á, thiếu canxi là thường nó hô hấp oxy vô không. Thiếu oxy thì vô oxy. Ở đây oxy đâu vô? Oxy không có thì nhịn. Oxy mà nhịn. Thôi đi xuồng đi, đi xuồng đi, cắm lại dài dài kia đi. Trời ơi, lạnh. Đi. Ở đâu?
đâu. Đó đi dài dài lên kia con ơi, có cua ốc gì không? Không ai mình đó giờ cũng chưa bắt, chẳng bắt đây mà. Đây. Đi ngồi. Đi. Ôi đồ nó. Tin 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 tin. Cua này vậy mà thấy rõ thân cá cua quá trời. Giờ họ không dính gì đâu, nội mấy con. Ở đây có cái hang nè. Tự nhiên tôi thấy khó hảo không rồi. Gì? Ừ. Tôi thấy tiêu quá. Hả? Khó hảo quá. Tại sao? Giống như mà thiếu oxy vậy á. Rồi làm sao? Trời trời. Sao từ hồi xưa hồi xa xó ông bị mệt mà sao hồi xuất hiện gì ông đó mệt rồi thế hả? Đi đi đi. Vậy bữa nay tôi không quay clip mà vậy á, tôi mệt quá tôi. Tại giờ tôi làm sao? Ôi. Tôi có hả quay không ơi. Sao hả? Ông rồi sao rồi? Tôi không biết nữa. Ông có sao không? Có sao? Giờ tôi thấy khó chịu. Ôi trời ơi. Tôi giống như tôi bị ép thêm gì đó. Tại vậy? Ừ, tự nhiên tự nhiên. Bà hoa. Bà hoa. Bà ép thêm à. Sao tôi có biết ép sao đâu. Ê, vậy đó. Sao vậy hả? Rồi sao đó? Tôi biết đây. Giống như đuối nước gì đó. Nước rồi sao? Thì tiền ta là yếu nước, sao mà làm vậy? Trời ơi. Rồi sao trời? Sao á? Trời ơi, trời ơi, đừng sao ngọc như ngươi. Ây da. Sao vậy? Làm sao? Tôi đâu có biết. Giờ bóp đây hả? Đây hả? Ờ. Làm sao? Làm sao? Hô hấp nè. Chào quá. Làm sao? Hết thở oxy rồi, thở oxy vô. Oxy á. Oxy đâu? Oxy. Oxy đâu? Ờ, giờ bóp oxy. Trời ơi. Dạ. Oxy là cái mỏ á, lấy cái mỏ thở oxy vô cho tôi. Cái gì? Ừ. Ơi, đây nè bà hít oxy vô. Cứ bỏ oxy nè, nó chụp cái bỏ rồi mới thở được vậy nè. Thì bà lấy cái giờ không có bình oxy phải không? Lấy cái miệng cái ngó á, hít oxy vô nè, hít vô bụng nè vậy ha. Hít một hơi cho đậm nha, đặng vô bụng oxy nhiều nhiều á, thở vô tôi tiếp oxy vô miệng tôi mới đỡ. Vậy hả? Hít sao hít vô, hít hút oxy vô đi. Hút vô. Ai vậy? Trời ơi, tôi thấy ghê quá, bảo em giống nhưng mà thôi để tôi hấu trâu lên nha, mà tôi hết oxy rồi á, bà hôm vô vậy đó thổi vô phải không? Ừ hỏi chưa chạy ơi, hỏi rồi nước miếng không hả bà nội? Trời ơi, như này bây giờ bà đưa xuống đi, gỡ đầu ta tôi thì sẽ tiện khí gió được hả? Thấy rồi hả? Thấy đưa gần thôi, hết oxy vô chưa? Trời ơi trời, trời nó tí là ok rồi. Nè bà bây giờ.
thầy nó hả ngơ. Ta đang thấy ok ngó ai ngơ. Ta lại mày. Hít hít vô đi. Hít vô bằng ngậm miếng lại. Hít vô, hít bụng hơi đậm vô. Ừ rồi trời rồi đưa gần gần xuống tôi để tiếp oxy. Đó, vậy đó. Thank you.